Phong là gió nằm bên phong. Bèn là thầy. Phù là nổi, mặt phù. Hư là mặt hư. Phong tắc phù hư, bệnh phong thì là mặt phù hư. Bệnh chứng hà. Bèn là hàng là là mặt cách. Kiên là mặt kiên. Kiên cái nghĩa nó là cứng. Còn cách là thay đổi, cái nghĩa là thay đổi. Phong tắc phù hư, mạch bệnh phong. Chứng phong thì nó đi mạch phù hư. Hàng tắc cách kim là hàng chứng thì mạch nó đi cách và kim. Nó là kim mạch, kim mạch là hai mạch nó đi chung nhau. Trầm là mạch trầm. Tìm là lặn xuống. Cũng như tìm thủy đỉnh là tàu lặn. Thủy là nước. Xúc là ngưng động lại, kết động lại. Chi là địa chi.
là uống. Chi ẩm là một bệnh chứng, nó y như là bị treo bầu nước trong bụng ngực vậy. Gọi là chi ẩm. Bệnh này bệnh lạ. Là gấp rút, gấp rút. Quyền là mặt quyền. Trầm tìm, mặt trầm là nó đi chìm xuống. Thủy xúc là dưới, ngưng động dưới lòng nước. Chi ẩm là bệnh chứng chi ẩm, là treo bộ, là như là treo bọt nước trong bụng, là mạch đi cấp quyền. Cấp quyền là mạch quyền nhưng mà đi rất là gấp, gấp rút nhanh. Động là mạch động. Là mặt bằng. Vì làm hoặc là hay là chính là thấm là đau nhất. Sát là mạch sát. Bèn chính là nhiệt, là nóng nhiệt. Phiền. Động tắc vi thống, mạch động chính là đau nhức. Sát tắc mạch sát chính là nhiệt phiền, nóng bức, bức rứt. Thiết là bài ra.
có. Bất là chẳng. Ứng là tương ứng, là hiện lên. Tri là biết. Biến là biến đổi. Sở là do vậy. Duyên là đường lối hoặc là nguyên nhân. Thiết hữu bất ứng là bày ra mà không có ứng. Tri biến, biết là có biến, là sở duyên, là đều có nguyên nhân. Sở duyên là dẫn dắt, là nguyên nhân khác. Tam là số 3. Bộ là bộ phận. Tam bộ đây là chỉ là ba bộ, là thốn quan sức. Là chẳng. Đồng là giống nhau. Bất đồng là không giống nhau, chẳng giống nhau. Bệnh là bệnh tật. Các là đều. Dị là khác lạ. Đoan là đầu mối, dị đoan
là những cái gì mà dị thường khác lạ. Đọc lại một lần nữa: tam bộ bất đồng, ba bộ không giống nhau, bệnh cát dị đoan là nó sẽ phân chia ra là nhiều mối bệnh khác nhau. Thái là rất là lớn, to lớn. Quá là quá đổi, thái quá là việc nó dẫn đến là quá quá chừng mực. Khả là có thể. Quái là quái lạ. Chẳng cập, bất cập là không đủ. Diệt cũng nhiên là đương nhiên, dĩ nhiên. Thái quá là nó đi quá chừng mực bình thường. Khả quái là nó có thể xảy ra là nhiều bệnh chứng lạ. Bất cập là không đủ, mạch nó đi không đủ, không có đúng chừng mực. Diệt nhiên là cũng vậy, là cũng có thể là xảy ra nhiều chứng bệnh lạ. Mình học tới đây mình tạm ngừng clip nữa các bạn.